Ê! Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Bị bịp, bị bịp anh em ơi. Đóng liền, đóng liền. Què rồi. Tẻ. Một viên. Hello, chào thể anh em đến với kênh Sầu Cao Vlog nha anh em. Hôm nay lại tiếp tục đi săn anh em ơi. Hôm nay Sầu Cao cùng thằng em. Thằng em mình đây. Anh bắn thử đạn. Anh em mình nè, hai anh em mình mới dí con bẹp bẹp vô. Cũng vô đây cũng lùm bụi không à. Thì hôm nay Sầu Cao đi bắn cây sói nha anh em. Rồi, hôm nay Sầu Cao bắn với khẩu thùng là thùng bi-sai 0.7 17, 13, 150 nghe anh em. Giờ giới thiệu trước chỉ để anh em vô comment hỏi trả lời đuối quá. Thì hôm nay anh em mình có đi săn vòng vòng. Nãy giờ hai anh em mình vô đây dí miền bẹp. Dí quê mình có miền bẹp rất nhiều miền bẹp luôn nghe anh em. Vườn dừa này như vậy miền bẹp luôn. Rồi giờ hai anh em mình đi thôi anh em. Rồi anh em chờ xem những cái pha hay hấp dẫn trong ngày. Đây thằng em mình. Rồi bị thương rồi cô ơi. Bị thương rồi, bị thương rồi. Kìa té kìa. Nó rồi. Rồi rớt xà hè luôn hết vậy. Chưa bay, chưa bay. Bay hả? Bắn tạch vô. Cù ba bốn con rồi nè mày. Trời 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 trời. Má đậu này sao bắn bà. Nó dướng nhánh rồi. À được được được. Rồi ngay đến cây luôn. Ngay chóc luôn. Má ba con cù. Con ăn lông rồi nè mày. Kiếm bền thấy không. Chưa, đi ăn cái nữa. Đi ăn cái nữa. Con nó chết tốt rồi đó. Bé anh nhường rồi đó. Rồi chúng nhánh cây rồi. Họ để giết luôn cặp không ơi. Kìa nó kiếm con kia thấy không. Trời 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 trời. Gió gió. Rồi bay rồi. Hỏi ba con. Ui. Ê, ê, còn này. Vô vô nhà, vô nhà. Bỏ đây vô thải đi sao đâu. À con. Ở đâu vậy gì mến? Không thấy. Bay mến ơi. Tiêu. Tiêu anh em ơi. Rớt con kia. À, anh em nhìn con cu kìa. Quá trời cu luôn anh em ơi. Trời ơi trời ơi. Ê! Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Bị bịp, bị bịp anh em ơi. Đóng liền, đóng liền. Què rồi. Tẻ. Một viên. Thấy không. Xuống biển lá luôn rồi. Bên tay phải. Xuống biển lá rồi. Anh bắn trúng viên rồi. Phải, phải, phải. Hay quá anh em ơi. Trúng viên, trúng viên rồi. Nè em ơi, nè em ơi, nói nè nè em ơi. Hướng nào? Từ từ. Bay đâu rồi? Trời ơi, nãy giờ. Nãy giờ kích lùng hồi sức bơi. Nó thốn rồi. Cái sấm, cái sấm, cái sấm. Nè.
Cháy luôn hả? Thôi đi luôn em ơi, há hai viên. Hơi tức. Ăn đi. Trời trời trời, một viên nhiêu người mà nó còn vậy đó. Một viên nhiêu người mà nó còn vậy đó. Rồi lên bên em ơi. Hai viên nhiêu người. Ê! Anh xử đi nè, chết rồi. Chết rồi. Rồi ngay đầu luôn. Mình cú mèo nghe anh em. Trời ơi trà bá luôn nè. Ừ, bắn nổ ngang. Nãy giờ hai anh em mình nó đi bắn á, ôm bi nãy mấy con anh em. Nãy mất nữa, mất cu nữa phải không? À, thiệt tức chứ. Rồi này không á. Tiếp anh em ơi. Này xuống như mẹ Kim Long bắn dù quá. Đường thì mưa thiệt nhưng mà con cái hay. Để kêu 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 bọn chứ nào. Một em. Bắt đầu rồi. Đổ lông anh em ơi. Á, à, lông đổ trắng hết trơn luôn. Con ngày chóc ức luôn. Nhóc hết trơn ba không còn, má hụt lắc chân. Ừ, chúng nghe ức luôn. Không, có máy quay phim. Dạ. Chưa, chưa. Ờ sắt mỏ luôn thấy không? Chưa chưa lên trước rồi trước. Lên trước. Đi luôn. Má sắt mỏ luôn trời. Đi chốc. Cành đầu nó cho chép. Một cây xài nè. Giờ mà. Cái đường cua nhiều à. Ra nó bắn sạc nhẹ thử coi. Bắn sạc thử coi. Đọc xài thử coi. Nhà mưa quá tạnh nên nó ra ghế lông nè. Chút nó gớt rồi. Sớt đậu luôn. Trời trời. Trời gì mà còn sống không kìa. Ôi trời. Nghe em tôi bắn tịch gì mà sống không kìa trời. Tôi mất tinh thần nữa vậy. Lông nữa nè anh em ơi. Hết mưa rồi cua ra mà nghe em bắn tịch quá trời nó bay luôn. Giữa người ngay đây luôn nè, ngay cánh. Mà nó không gãy cánh ha. Đồ hay quá. Chớ anh em ơi. Nghe mà nó bắn gớt con ngói rồi. Hai anh em mình ướt hết trơn luôn rồi. Hai này ướt hết trơn luôn rồi. Mình mẩy rồi. Máy móc rồi điện thoại nữa. Nãy giờ mới bắn được con ngói với con nhí à. Cù ngói. Cù ngói. Nhí hả? Ôi mà nhí mà bự vậy. Đừng con em ơi, trời ơi nó mập rồi. Đấy là tinh thần. Tinh thần nghe bụp luôn mà. Cá rất là to nha anh em. Em xuống là nó biết đó. Thấy không? Lại nơi gần hơn kìa. Đi luôn kìa. Đây luôn anh em ơi, vui xài anh em ơi. Bắn luôn con. Bắn luôn. Kìa được kìa. Đâu. Đó, cây xài đó. Chân bóc đó. Nè anh bắn gớt mày thấy là cái gì? Thấy. Ở dưới cái lúc luôn. Ba gai chứ không lúc gì mấy à. Trời ơi nhẹ vậy. Má chén gì anh em ơi, ghiền quá sớm giờ mưa. Chết rồi anh em. Thấy quần què qua lụm gà quá y quá lắm rồi. Đây là cái được không? Thấy đâu đi này. Đâu này, rồi đi đi, lụm đi, lụm đi, có sung rồi đó, có sung rồi đó. Đừng con anh em mà tại vì sớm giờ anh em mình mưa quá trời mưa rồi. Bắn sớm giờ ôm bi không rồi mưa nữa, sù ca té bung bóng giò luôn anh em. Nè. Thôi kè cá bung bóng giò luôn, khổ chết luôn, có được con cù. Hôm nay đi Vĩnh Long thất bại rồi. Nghe em loại qua lụm đi anh em ơi. Cái đài đỏ nó chứ. Hay vậy. Cái này. Ê, con sống cái gì kìa?
nó còn sống cái gì kìa, nó nhảy nhảy kìa, ngay cho bụi chuối kìa, chung cánh cái gì đó. Mến ơi, con đầu tiên mất luôn em Mến. Cái dừa nhỏ cái chỗ cái chuối tuột tuột, anh thấy nó lộn lộn rồi đó. Rồi xuống, nhìn xuống ta cháy. Tụi nó sao rồi, chúng đâu rồi? Được anh em ơi, ơi con đầu tiên anh em ơi. À, này đi thất bại, mưa quá trời mưa rồi. Để chúng ta bắn cái này. Thôi tiếp thôi. Em mình vô bắn con cu nè anh em. Vô cu này. Rồi, kìa con cu đậu kìa anh em. Trời ơi. Bay luôn anh em ơi. Anh bắn cho. Rồi gớt rồi em. Trời ơi trời, quay lại kìa. Được kìa. Cái nhanh cây. Gớt rồi. Ngay đầu luôn. Trời ơi, con ngố chăn cu nhí. Nhảy lên. Vò nhá được rồi. Gớt em, gớt con này anh em ơi. Cháu à. Ê. Mới trúng đầu. Rồi bể cánh bao. Nghe ức. Đừng con này em ơi, dễ em. Quá trời mưa luôn mà. Có tinh thần. Này con nhí mà. Ở này sao bắn cha. Trúng cái lá. Đi anh, đi anh. Đúng nè. Ờ chúng cái dây cái dây nè. Rồi té luôn, má trời trời nghe tao mới hay dữ vậy trời. Rồi làm đi dò anh, làm đi. Hay dữ trời. Thấy nó không? Bà ơi, chúng vô trong cái rễ không à. Ba con hà, hà đựng con rồi hay rồi. Nghe tao bắn hay quá anh em ơi. Rồi, mất hả? Đừng con nữa anh em ơi. Con ngói ông nội ơi. Ừ, con ngói. Ai nói con nhí đâu? Con trong con nhí. Rồi xử luôn đi, để ngồi máu không đó. Đừng con nữa anh em ơi. Rồi về rồi anh em ơi. Nay mưa ướt hết trơn luôn anh em ơi. Được mấy con vậy? Ôi, hai anh em đi vòng mưa rồi sầu ca té té quần. Rồi sức lượng móng giò luôn. À, xích luôn móng giò luôn nè anh em. Giờ xịn nhét này, giờ đau cũng chết luôn. Đấy, hai con là của em rồi. Cái này là cho chim săn đi. Tiền bê bán rồi. Ừ. Cái bộ cho chim săn đi. Rồi hai con mèo. Bốn năm con. Con tôm hú. Rồi tạm biệt anh em. Này cho anh em về nó nấu cháo với vợ nè. Cho mấy anh em ăn đi. Con này cũng mập á. Rồi.